Thưa quý vị, sáng nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến với 64 điểm cầu về quán triệt triển khai chỉ thị số 23 ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Đà Nẵng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ngành quận huyện. Sau 10 năm thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 18 ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông đặc biệt là các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai đồng bộ các giải pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhận thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực công tác quản lý nhà nước được tăng cường hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư tai nạn giao thông giảm cả về số vụ số người chết và số người bị thương Tuy nhiên, trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc lo lắng trong xã hội. Văn hóa tham gia giao thông chưa được hình thành rõ nét. Việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông có lúc có nơi bị buông lỏng. Một số vi phạm chưa được khắc phục triệt để, tai nạn giao thông giảm chưa bền vững. Việc giải quyết ung tắc giao thông tại một số thành phố đô thị lớn vẫn còn nhiều khó khăn, tác động tiêu cực tới phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước. Với mục tiêu đề cao vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị chính quyền địa phương đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngày 25 tháng 5 năm 2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chỉ thị số 23 nhằm siết chặt trật tự kỹ cương, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về giao thông, kịp thời khởi tố các vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm điều tra xử lý nghiêm đồng thời xác định rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng